Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có đám rất đông người trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Chạnh lòng thương. Một ngày giá lạnh nọ, Thánh Martin thành Tours, khi ấy đang là sĩ quan quân đội, gặp một người nghèo khổ gần như trần truồng, run rẩy vì giá lạnh và ngửa tay xin người qua lại. Martin không có gì ngoại trừ chiếc áo khoác đang mặc. Chàng liền lấy gương cắt chiếc áo làm hai và trao một phần cho người hành khất. Đêm về, trong giấc ngủ, Ngài thấy Chúa Giêsu mặc nửa chiếc áo mà mình đã trao. Chúa nói với các thiên thần và các thánh: "Đây là chiếc áo mà Martin đã dâng lên ta." Vì chạnh lòng thương người quả phụ đơn độc, Chúa Giêsu đã giành lại người con trai duy nhất của bà khỏi tay thần chết. Ngày hôm nay, biết bao người đang cần được yêu thương. Đó là những người nghèo đói, bệnh tật cần giúp đỡ. Đó là những trẻ em cần được đến trường. Đó là những người vô gia cư cần có nơi nghỉ ngơi sau một ngày lao động. Noi gương Đức Giêsu, chúng ta, những môn đệ của Chúa, cũng phải biết mở lòng đón nhận tha nhân, biết chạnh lòng thương những người kém may mắn. Qua đó, chúng ta bày tỏ tình thương của Thiên Chúa để họ có thể thốt lên rằng: "Quả thật Thiên Chúa đã viếng thăm dân người." Chọn lối sống chạnh lòng thương hay vô cảm, sự sống hay cái chết, là do cách xử sự của mỗi người chúng ta. Dám mở lòng ra đón nhận tha nhân chính là thái độ sống của con cái Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dứt lòng từ bỏ những gì là xấu xa của ma quỷ, thế gian và xác thịt, để chúng con được tự do thông dong tiến về với Chúa là Cha đầy yêu thương. Amen.